Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Hôm nay là em có dịp đến cái vườn bông trang rất là rộng của một ông anh. Thì đây là cây bông vàng hường đậu xanh. Cây gốc rất là to nha cả nhà. Đây là mặt hoa. Hiện tại là bên em cũng có ra một vài lô vàng hường đậu xanh nha cả nhà. Cả nhà có yêu thích sưu tầm cái dòng vàng hường này á, thì hãy comment để lại số điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên tiêu đề. Đây là mặt hoa. Còn mà mình muốn mua gốc mẹ thì phải thương lượng nha cả nhà, tại vì gốc mẹ thì giá thành tương đối là cao. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh YouTube của em trong thời gian qua. Cả nhà yêu thích cái dòng vàng hường đậu xanh thì hãy để lại số điện thoại bên dưới nhé. Cảm ơn.